hoặc là chẹn thụ thể ngay nhưng chẹn beta giao cảm chúng ta có dám cho ngay đâu vậy thì à, năm 2019 thì ở trên à, tạp chí GACC ta có khuyến cáo của Hội tim mạch Hoa Kỳ Người ta nói thế nói rằng là có cái vai trò của thức chẹn beta giao cảm Xuyên suốt qua quá trình qua thời gian thì rõ ràng là chúng ta thấy rằng đối với cả bệnh nhân suy tim Chắc có lẽ là sẽ trong một cái buổi hội thảo sinh hoạt khoa học khác Về sử dụng chạy beta giao cảm bệnh nhân suy tim thì đây là một trong những bốn cái thuốc cơ bản nhất trong điều trị uh, bệnh nhân suy tim bởi sao bởi vì nó giảm được tỷ lệ tử vong cũng như là giảm được tỷ lệ tái nhập viện và đã được có nhiều những cái nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên những cái bằng chứng từ thế giới thực đã chứng minh được điều đó. Tuy nhiên thì những cái bệnh nhân mà suy tim mà phân suất tống máu lại không giảm chẳng hạn. Ví dụ như là à, các bạn thấy là siêu âm uh, chức năng uh, phân số tổng máu thất trái là khoảng trên 50% thì chúng ta lại thấy là lại rất là thiếu những cái dữ kiện dựa vào bằng chứng lâm sàng là chặn beta do cảm liệu nó có thực sự là có lợi cho đối tượng này không thì à, lát nữa bài trình bày của thầy tôn thất minh thầy thông ta biết là khi mà ở những trường hợp mà suy tim tâm trương những trường hợp mà suy tim phân xuất do tồn mà có tăng huyết áp thì vai trò chạy beta do cảm nó sẽ đến đâu đặc biệt là ở những bệnh nhân mà có hội chứng mạch vành chúng ta thấy là đây à là ở bệnh nhân có hội chứng mạch vành cấp thì chúng ta thấy rằng là gì Cách đây 30 năm khi tim mạch can thiệp nó còn làm cái gì đấy rất là xa vời chúng ta chỉ nghe ở trên chỉ đọc ở trên báo chí thôi và cũng ta cũng chưa được tiếp cận thì chúng ta thấy rằng Thuốc chẹn beta giao cảm nó đã giảm được tỷ lệ tử vong, giảm được tỷ lệ tái nhồi máu cơ tim và nó ngăn ngừa được các cái biến cố về suy tim cũng như biến cố của cái nhồi máu cơ tim của các cái hội chứng mạch vành cấp và đấy là thuốc chẹn beta nó gần như là một cái xương sống của chúng ta. Thế tuy nhiên, khi bắt đầu có cái kỷ nguyên về tim mạch can thiệp rồi, khi bắt đầu chúng ta thấy kỷ nguyên tim mạch can thiệp rồi, vậy thì lúc này thì sử dụng thuốc chẹn beta sẽ như thế nào? và đối với cả những bệnh nhân bệnh động mạch vành ổn định thì vai trò của thuốc chẹn beta nó có còn để sử dụng để giảm tỷ lệ tử vong không hay nó chỉ ngăn ngừa những cái cơn đau ngực thôi thì tất cả những cái vấn đề này chúng ta vẫn cần có những cái nghiên cứu mới, vẫn cần có những cái thử nghiệm lâm sàng có so sánh trực tiếp để giúp chúng ta yên tâm trong cái việc là sử dụng thuốc này cho bệnh nhân Năm 2019 thì khuyến cáo của Hội Tim mạch Châu Âu về quản lý các bệnh hội chứng mạch vành mãn tính hay là các các bạn cứ, à, thì dùng đấy là những cơn đau thắt ngực ổn định thì như thế nào? Đây là cũng là một cái khuyến cáo mới nhất năm nay thì có thể sau à, à, 4 năm thì sẽ có à, một khuyến cáo mới ở hội nghị ESC tại à, Hà Lan cuối năm nay. Thì với cái khuyến cáo năm 2019 chúng ta thấy là đối với cả bệnh nhân có bệnh lý động mạch vành mãn tính hay là đau ngực ổn định khi đau ngực khi gắng sức thì vấn đề điều trị chúng ta thấy rằng là gì có một loạt những cái thuốc và à, sử dụng đầu tay đấy là gì đấy là chẹn beta giao cảm hoặc là các thuốc à, chẹn kênh canxi nhóm năm hoặc là chúng ta cũng có thể phối hợp giữa cả chẹn beta giao cảm và thuốc chẹn kênh canxi được trong những trường hợp này chúng ta thấy rằng là gì đối với cả những bệnh nhân đau ngực ổn định chẳng hạn thì việc điều trị cơ bản là chúng ta sẽ sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm hoặc chẹn kênh canxi, và đặc biệt là những cái bệnh nhân mà có kèm theo có suy tim hoặc suy giảm chức năng tâm thu chất trái thì chẹn beta giao cảm là được lựa chọn duy nhất trong khi đó là chẹn kênh canxi chúng ta biết rồi là nhóm ví dụ như Dintiazem hoặc verapamil là chống chỉ định cho những bệnh nhân có bệnh mạch vành mà có suy tim, đúng không ạ? Và à, rõ ràng là đến năm 2019 thì cái việc khẳng định đối với cả bệnh nhân hội chứng mạch vành mãn tính thì chẹn beta giao cảm vẫn là lựa chọn hàng đầu chỉ có một điều là nếu mà bệnh nhân mà nhịp tim quá chậm chẳng hạn dưới 50 lần một phút thì chúng ta không sử dụng thuốc chạy beta giao cảm còn nếu mà nhịp tim khoảng 60 lần chu kỳ phút thì chúng ta vẫn sử dụng được chạy beta giao cảm và chúng ta sẽ uh, dùng liều thấp và sẽ theo dõi nhịp tim của bệnh nhân để điều chỉnh cho nó phù hợp đây là một cái nghiên cứu chị uh, chiều với các bạn có lẽ là cái nghiên cứu này nó có từ lúc mà khi đấy tôi vẫn còn là sinh viên trường y Lúc đấy mới có 20 tuổi Trong này có nhiều bạn ở trong này Chắc là lúc đấy đang ở tuổi mẫu giáo Hoặc có thể là chưa sinh ra Đây là cái nghiên cứu tiếp mà người ta đăng ở trên tạp chí GACC Từ năm 1995 Tức là gì lúc đấy là kỷ nguyên là Sten Mạch Phành nó còn xa vời của chúng ta lắm Năm 96, 97 Thì bắt đầu ở Việt Nam chúng ta bắt đầu mới chụp mạch vành với nong bóng mạch vành. Khi tôi vào học đội chú năm nghìn, năm 2000 thì lúc đấy là bắt đầu với các thầy bắt đầu mới làm về can thiệp stent mà stent chưa có bọc thuốc sau đó thì một năm sau thì mới có cái stent cipher là bọc sirolimus tức là cái kỷ nguyên này là kỷ nguyên trước khi có can thiệp mạch vành thì các nghiên cứu từ những năm 86 cho đến năm 90 À, từ năm 86 cho đến 91 người ta đánh giá những cái hiệu quả của cái việc là sử dụng thuốc chẹn beta rau cả như là bisoprolol với cả một cái thuốc chẹn kênh canxi phóng thích chậm là nifedipine hay được sử dụng vào cái thời đó để đánh giá xem là nó có ngăn ngừa được những cái cơn đau ngực không. Thì người ta thấy rằng là gì? Rõ ràng so, khi so sánh giữa hai cái nhóm này người ta thấy rằng là gì? Những cái bệnh nhân mà đau ngực ổn định sử dụng thuốc chẹn beta như bisoprolol thì nó giảm được cái tần suất xuất hiện những cái cơn đau ngực xảy ra vào buổi sáng nó giảm được là nhiều hơn so với cả khi sử dụng những cái thuốc ví dụ như chạy cây canxi phóng thích chậm và cái, cái, với cái nghiên cứu này thì người ta cũng một cái nhóm ở trong đó người ta đánh giá ý nghĩa đánh giá cái tỷ lệ biến cố về tim liên quan đến bệnh tim thiếu máu thuộc cục bộ ổn định liên quan đến việc là điều trị thì người ta thấy rõ ràng là gì ở cái nhóm mà sử dụng bisoprolol này này thì các biến cố và nhớ lại là hồi đấy là chưa có tim mạch can thiệp Chứ nếu bây giờ có can tim mạch can thiệp rồi thì chúng ta không thể tiến hành được cái nghiên cứu này Vì nó sẽ vi phạm đạo đức Vì là những bệnh nhân có đau ngực mà chúng ta lại cứ cố để điều trị thuốc thì không được Ta phải đưa đi can thiệp Đây là, đây là nhắc lại để lịch sử Thì người ta thấy rằng rõ ràng những bệnh nhân sử dụng bisoprolol này nó cái số tỷ lệ mà bị xuất hiện những biến cố ví dụ như là nhồi máu cơ tim hoặc là chuyển thành đông ở không ổn định nó chỉ chiếm khoảng 22% thôi trong khi đó sử dụng như Philippines là có đến 33% bệnh nhân bị biến cố đó Thế giữa vào cái thời kỳ đấy chúng ta sẽ thấy là nhồi máu cơ tim vẫn là một cái bệnh lý và rất là nặng thậm chí nó còn nặng hơn cả bệnh lý ung thư vì có thể đến 50% những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thời kỳ đấy nếu ta không điều trị kịp thời thì bệnh nhân sẽ tử vong sau đó đến 20, 25 năm sau thì ở trong một ở uh, hội nghị ở uh, tim mạch châu Âu ở Munich thì người ta đã đánh giá lại, quay lại đánh giá lại về chẹn beta giao cảm, chẹn kênh canxi liên quan đến tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân bệnh mạch vành ổn định dưới một cái góc nhìn lúc đấy đã có tim mạch can thiệp rồi. Thì khi đã có can thiệp rồi, tim mạch can thiệp rồi thì chúng ta thấy là cái vai trò của chẹn beta như thế nào. Người ta thấy là rõ ràng cái vai trò của chẹn beta trong vòng năm đầu ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim thì nó vẫn giảm được đến 32% tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân uh, do uh, bệnh nhân mà đông định do mà có kèm theo nhồi máu cơ tim. Trong khi đó cái khi mà sử dụng các cái thuốc chặn cây canxi, ví dụ như nhóm Ropididin thì không có được những cái hiệu quả như vậy. Và uh, từ cái, cái cái thử nghiệm Clarify đấy mà trên 22.000 bệnh nhân thì người ta thấy là những cái khi chúng ta sử dụng chẹn beta ở những bệnh nhân sau nhồi máu cơ tim thì nó giảm được tỷ lệ tử vong rất là rõ là rõ rệt như tôi đã trình bày vậy thì ngoài cái việc là giảm đau ngực giảm được tỷ lệ tử vong như nhồi máu cơ tim thì chẹn beta nó còn có lợi ích nào khác nữa không thì đây là một cái uh, nghiên cứu từ phân tích lại từ trong cái thử nghiệm Charisma từ năm 2014 người ta thấy rằng là đánh giá hiệu quả của chẹn beta giao cảm với những cái biến cố tim mạch ở những bệnh nhân có tiền sử nhồi có nhồi máu cơ tim hay là không có nhồi máu cơ tim khi nhập viện thì với cái tiêu chí chính gộp thì cũng như mọi cái thử nghiệm lâm sàng à, trong khoảng 20 năm gần đây dựa vào vào à, y học dựa trên bằng chứng người ta dựa vào những cái tiêu chí gộp ví dụ như là nhồi máu cơ tim không tử vong đột quỵ rồi tử vong do bệnh do tim mạch hoặc là tử vong chung thì người ta thấy rõ ràng là gì ở những bệnh nhân mà đã có tiền sử nhồi máu cơ tim rồi mà bây giờ xuất hiện những đau ngực khi gắng sức, tức là đau bệnh mạch vành ổn định ở bệnh nhân có nhồi máu cơ tim rồi, thì người ta thấy là với cái việc sử dụng thuốc chạy beta giao cảm này, thì nó cũng đã giảm được khoảng 23% tỷ lệ tử vong chung và chung và nó giảm được nguy cơ tái phát nhồi máu cơ tim đến 38% so với cả khi chúng ta không sử dụng chạy beta giao cảm. Tuy nhiên, ở cái nhóm mà tiền không bị nhồi máu cơ tim những nhóm mà tiền sử không có nhồi máu cơ tim mà chỉ đau ngực ổn định thôi thì người ta thấy rằng là gì khi chúng ta sử dụng chẹn beta giao cảm này thì nó cũng không đạt được đến cái hiệu quả như là ngày trước mà chúng ta khi nó chỉ là một thứ vũ khí duy nhất thì bây giờ có rất nhiều thứ vũ khí khác nữa thì nếu mà phân tích riêng ra thì chẹn beta giao cảm nó không còn đạt được cái vũ khí là tối thượng trong cái việc là điều trị những bệnh nhân đau ngực ổn định mà không bị không có tiền sử không có nhồi máu cơ tim Chính vì vậy mà à, chính vì qua cái thử nghiệm Chastma này mà người ta thấy rằng là gì, chẹn beta giao cảm nó không chứng minh được cải thiện là tiên lượng ở những bệnh nhân mà đau ngực ổn định mà không có tiền sử nhồi máu cơ tim từ trước. Nếu không chứng minh được như vậy thì cái vai trò của chẹn beta giao cảm nó sẽ như thế nào trong những cái nghiên cứu gần đây. Đây là nghiên cứu năm 2015 đăng ở trên tạp chí Circulation về hiệu quả khi sử dụng chẹn beta giao cảm kéo dài dự phòng tái phát ở những bệnh ở dự phòng tái phát à, à, hội chứng bệnh cấp ở những bệnh nhân mà sau mổ bắc cầu nối chủ vành thì người ta thấy rằng là gì ở đối với cả những bệnh nhân bắc cầu nối chủ vành thì người ta thấy rõ ràng là gì khi sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm thường xuyên đều thì nó đã giảm giảm được những cái những cái tỷ lệ à, tử vong chung giảm được cái uh, giảm được các cái biến cố chính ví dụ như là nhồi máu cơ tim tái phát, đột quỵ hoặc là tử vong do tim mạch so với cả khi chúng ta sử dụng không sử dụng các cái thuốc chẹn beta này. Bằng nghiên cứu này là trên gần 6.000 bệnh nhân được bắt cầu chủ vành và người ta thấy rằng là gì? Rõ ràng khi đối với cả bệnh nhân mà được bắt cầu chủ vành thì uh, sử dụng chẹn beta nó lại đem lại hiệu quả như vậy. Tại sao thì thường là bắt cầu chủ vành các uh, thường là trong một thì thì các thầy thuốc ngoại khoa có cả có thầy sinh hiền ở à, chủ ở chủ tọa ở đầu cầu ở bệnh viện Hà nội thì thường người ta bắt cầu đục nối chủ vành là người ta không bắt một cầu mà thường người ta làm phẫu thuật là bắt cầu toàn bộ tức là hẹp bao nhiêu cái mạch thì là người ta sẽ can thiệp hết à, à, bắt cầu chủ bắt cầu nối nối chủ vành ở tất qua các cái đoạn hẹp các mạch đoạn mạch khác khác với cả tim mạch can thiệp thì đến bây giờ lát được cũng lại xin ý kiến thầy hùng việc can thiệp À, một nhánh hay hai nhánh hay là can thiệp tất cả các nhánh mạch bành trong một thì vẫn còn là những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải có sự à, giải đáp cũng cần có những cái nghiên cứu à, lâu dài. Và người ta thấy rằng là gì? qua cái nghiên cứu này thì người ta thấy rằng là gì? Nếu những bệnh nhân bắt cầu mối nối chủ bành mà mặc dù kể cả có nhồi máu cơ tim hay không có nhồi máu cơ tim khi bệnh nhân ra viện mà chúng ta cho thuốc chẹn beta giao cảm thì nó đều ra tiếp nó đều giúp là giảm tỷ lệ tử vong cũng như là các biến cố tim mạch ở nhóm bệnh nhân này. Một cái nghiên cứu ở uh, gần đây đăng năm 2020 ở trên cái tạp chí uh, dược học lâm sàng của châu Âu, người ta có theo dõi một cái nghiên cứu theo dõi trong vòng 15 năm và của những bệnh nhân có nhồi máu cơ tim và bệnh nhân đau ngực ổn định có tiền sử nhồi máu cơ tim và không có tiền sử nhồi máu cơ tim với một cái cỡ mẫu tương đối lớn là khoảng uh, hơn 27.000 uh, bệnh nhân trong đó thì có khoảng 1 uh, phần tư là đã được là đã có tiền sử nhồi máu cơ tim thì người ta đánh giá là ở những cái bệnh nhân mạch vành này đây là nghiên cứu nó ở dựa trên thế giới thực có những người đã được can thiệp mạch vành rồi và người ta đánh giá cái tỷ lệ tử vong ở trên nhóm bệnh nhân này người ta thấy thì như thì như thế nào thì với cái nghiên cứu này người ta thấy là gì người ta thấy là cái tỷ lệ tử vong uh, ở những cái bệnh nhân mà mà đã bị uh, nhồi máu cơ tim đây chúng ta nhìn những bệnh nhân mà đã bị nhồi máu cơ tim mà có đau ngực ổn định thì người ta thấy rằng khi sử dụng chạy beta giao cảm nó cũng giảm được khoảng 31% tỷ lệ tử vong chung ở những nhóm bệnh nhân này. Và nếu mà theo dõi trên 3 năm thì nó cũng giảm được tỷ lệ chung là khoảng 29% là giảm được tỷ lệ tử vong chung ở nhóm này. So với cả các nhóm thuốc khác như chúng ta sử dụng ví dụ như là ức chế men chuyển hoặc chạy thụ thể thì nó không đạt được cái hiệu quả như thế này. Do vậy mà rõ ràng người ta thấy rằng là gì? Nếu mà ở nhóm mà bệnh nhân có đau ngực ổn định dù có nhồi máu cơ tim hay không có rồi nhồi máu cơ tim thì chúng ta với, ở cái kỷ nguyên can thiệp mạch vành này thì chúng ta thấy rằng khi sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm thì nó cũng có lợi ích ở uh, ngăn ngừa được tỷ lệ nhồi máu cơ tim tái phát hoặc là các cái biến cố tử vong do tim mạch hơn so với việc là khi chúng ta không sử dụng cái nhóm thuốc này với uh, uh, um, 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 sự giảm của nó và với uh, của nó là tỷ suất của nó là khoảng giảm được khoảng 31% Vậy thì cụ thể hơn nữa thì những nhóm bệnh nhân mạch mạch nào được hưởng lợi ích cải thiện tiên lượng từ những thuốc chẹn beta giao cảm? Thì đây là một nhóm một loạt các cái nghiên cứu rất là nổi tiếng các bạn cũng thấy rồi, như nghiên cứu cbis 2 MERIT-HF, COPERNICUS hoặc là thử nghiệm uh, các uh, các vedilon ở Mỹ thì người ta thấy rằng là gì? Khi ngăn ngừa các biến cố tim mạch ở những bệnh nhân suy tim, và cái này thì nó đã đưa vào trong hẳn guideline gần đây nhất của Hội Tim mạch Việt Nam cũng như là của hội tim mạch châu Âu và Hoa Kỳ là chạy beta giao cảm là một trong bốn thuốc để điều trị suy tim. Chúng ta thấy rằng là gì? Đối với cả những cái thử nghiệm ở những bệnh nhân suy tim thì chạy beta giao cảm nó giảm tỷ lệ tử vong một cách rất là hiệu quả. Nó giảm được từ khoảng từ 30 cho đến 65% giảm được những tỷ lệ tử vong ở những nhóm bệnh nhân suy tim này đối với cả nghiên cứu cbis 2 thì chúng ta thấy rằng lợi ích của bisoprolol trên bệnh nhân suy tim và có kèm theo những cái căn nguyên là do bệnh lý mạch vành thì nó khi sử dụng bisoprolol thì nó cũng giảm được cái tỷ lệ bị đau ngực cũng như là giảm những cái biến cố về nhồi máu cơ tim cũng như là giảm được độ suy tim ở nhóm những bệnh nhân này năm 2014 thì người ta đã có một cái thử nghiệm về sử dụng các cái thuốc chẹn beta giao cảm để mọng ngăn ngừa những cái biến cố tim mạch xảy ra ở những người bệnh mà mới được chẩn đoán là bệnh tim bệnh mạch vành. Tức là gì? Khi bệnh nhân vào viện chẳng hạn, chúng ta chẩn đoán hội chứng bệnh cấp thì có thể là có nhồi máu cơ tim hoặc đau ngực không ổn định hoặc là đau ngực ổn định. Thì khi sử dụng chẹn beta giao cảm, người ta cũng thấy rằng là gì nó cũng giảm được cái tỷ lệ tử vong và nó cũng giảm được những cái tỷ lệ biến cố của nhồi máu cơ tim ở nhóm những cái bệnh nhân này. Chúng ta thấy rằng nó có thể giảm thiện tử vong khoảng 10% mà dù là có nhồi máu cơ tim hay không có nhồi máu cơ tim. Đây là một cái nghiên cứu mới là năm 2023. À, tôi cũng vừa mới lấy được cách đây khoảng 2-3 tuần một cái nghiên cứu ở Thụy Điển, Switzerland. Và đây là một nghiên cứu người ta đánh giá là một cái cỡ mẫu rất là lớn là đến hàng nghiên cứu trên thế giới thực là hơn 200.000 người bệnh bị nhồi máu cơ tim trong vòng là 15 năm ở trong vòng 10 năm tại Thụy Điển thì trong đó người ta lại trừ hết là những cái bệnh nhân này dưới 18 tuổi ở Thụy Điển dưới 18 tuổi nhồi máu cơ tim có khoảng 9k. Những người trường hợp suy tim loại trừ cả những trường hợp suy tim có phân suất tống máu giảm dưới 50% ra loại à, tất cả những loại những cái nhóm à, bệnh à, nhân đó ra còn lại là được khoảng à, hơn 46.000, còn lại hơn 46.000 à bệnh nhân người ta đưa vào nghiên cứu thì trong đấy là có à 34.000 khoảng hơn 34.000 bệnh nhân được sử dụng chẹn beta giao cảm, còn lại 9.000 khoảng hơn 9.000 bệnh nhân thì không sử dụng chẹn beta giao cảm. Thì qua cái nghiên cứu này người ta theo dõi trong 15 năm với bệnh nhân độ tuổi là khoảng 64 tuổi và có 1/4 trong số đó là nữ thì người ta thấy là khi vì khi đây là nghiên cứu trong cái thời kỳ từ thế giới thực nên có cả can thiệp tim mạch cho nên khi mà người ta để chưa hiệu chỉnh thì người ta thấy rõ ràng là gì ở những cái bệnh nhân mà lớn ở những cái bệnh nhân chung của bệnh nhân thì sử dụng chẹn beta giao cảm nó giảm được tỷ lệ khoảng 24% tỷ lệ tử vong hoặc các cái biến cố tim mạch lớn nói chung và đặc biệt là hiệu quả ở những cái bệnh nhân già trên 65 tuổi và ở những bệnh nhân có kèm theo tăng huyết áp hoặc là kèm theo tiểu đường thì hiệu quả của nó sẽ rất cao tuy nhiên khi người ta khi người hiệu chỉnh với nhiều biện pháp khác ví dụ như là tim mạch can thiệp rồi là sử dụng các cái thuốc kháng kết tập tiểu cầu rồi statin thì cái vai trò của chạy beta giao cảm nó không nổi bật rõ nữa nhưng nếu mà tách riêng ra thì chạy beta giao cảm nó có một vai trò như vậy và đây là năm 2023 người ta cũng đã thông công bố như vậy chính vì thế mà trong các cái khuyến cáo của hội tim mạch châu Âu cũng như hội tim mạch Hoa Kỳ người ta thấy rằng đối với cả những bệnh nhân suy tim thì chúng ta không bàn nữa rồi đúng không ạ suy tim là chúng ta sẽ sử dụng uh, thuốc chạy beta giao cảm là chỉ định hàng đầu đặc biệt là những ở những bệnh nhân mà có hội chứng mạch vành cấp có kèm theo hoặc bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp có thể có kèm theo uh, nhồi máu cơ tim ST chênh lên hoặc không chênh lên thì khi mà phân số tổng máu giảm thì chỉ định lại một là chúng ta sử dụng thuốc chạy beta giao cảm và đối với cả những bệnh nhân bệnh lý bệnh động mạch vành mãn tính thì đặc biệt ở những bệnh nhân mà hội chứng mạch vành mãn tính kèm theo có suy tim thì chỉ định loại một với mức bằng chứng A là rất là ở uh, uh, mức bằng chứng rất là cao và thì sử dụng chẹn beta vẫn là ưu tiên sử dụng hàng đầu còn những bệnh nhân mà đã có uh, tiền sử uh, bệnh nhân có tiền sử nhồi uh, máu cơ tim rồi và sử dụng thuốc chẹn beta thì chúng ta cũng nên rất là uh, đó, chúng ta còn nên cân nhắc để sử dụng lâu dài cho nhóm những bệnh nhân này vậy thì thuốc chạy beta giao cảm chúng ta biết rằng là có ít nhất ở Việt Nam chúng ta là có bốn nhóm thuốc hiện tại đang được hay sử dụng đúng không ạ đấy là các pedilon đấy là metoprolol bisoprolol và nebivolol ngoài ra còn có một số nhóm thuốc khác như atenolol hoặc là propanolol nữa vậy thì các cái thuốc chạy beta giao cảm có hiệu quả như nhau không thì chúng ta biết rằng các cái thuốc chặn beta giao cảm nó có ba cái thế hệ là đầu tiên chúng ta hay nhắc đến là thế hệ chọn chạy beta giao cảm không chọn lọc tức là vừa tác động vào tim và vừa tác động vào các tiểu phế quản ở phổi chạy cả cụ thể beta 1 lẫn beta 2 như là propanolol hoặc là nadolol hoặc timolol sau đó đến những thế hệ thứ hai chạy chọn lọc beta 1 chỉ ưu tiên tác động trên tim thôi như là atenolol metoprolol bisoprolol và những cái thuốc chẹn beta giao cảm có hoạt tính giãn mạch như là các vedilon hoặc là nebivolol thì rõ ràng là nếu chúng ta sử dụng những cái thuốc mà nó chọn lọc chỉ tác dụng trên beta một ở tim thôi thì nó sẽ an toàn hơn so với cả sử dụng những cái thuốc mà chúng ta sử dụng mà nó không có tính chọn lọc tức là gì nó có thể tác động ở trên phổi trên các cái tiểu phế quản thì nó sẽ dẫn đến là co thắt tiểu phế quản đặc biệt nó sẽ gây có thể gây nặng bệnh hơn ở những bệnh nhân hen hoặc là những cái bệnh nhân à, bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn mà đang giai đoạn tiến triển đây là một cái nghiên cứu người ta có uh, so sánh sử dụng các cái thuốc uh, uh, chặn beta giao cảm ví dụ như là các vedilon, bisoprolol, metoprolol sử dụng ở trên những bệnh nhân suy tim mà có kèm theo bệnh phổi mạng tính tắc nghẽn đây không phải là cái nghiên cứu đối đầu không phải là so sánh các vedilon cộng so sánh với bisoprolol hay là so sánh với metoprolol mà cái nghiên cứu này là người ta so sánh với cả khi không sử dụng thuốc thì không sử dụng chặn beta ở điều trị suy tim ở nhóm đối tượng mà bệnh nhân có bệnh động bệnh lý về bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn thì người ta thấy rằng rõ là khi sử dụng bisoprolol thì nó đem lại hiệu quả cải thiện lợi ích về mặt sống còn hơn với uh, uh, giảm được hơn đến 24 24% so với cả những bệnh nhân mà không được sử dụng những cái thuốc uh, không được sử dụng thuốc chẹn beta. Trong khi đó nếu mà cũng sử dụng à, các vendilon hoặc betoprolol cho nhóm bệnh nhân vừa có suy tim vừa có bệnh phổi mãn tính tắc nghẽn thì cái hiệu quả đem lại nó không được rõ ràng như là khi sử dụng bisoprolol vậy thì người ta tại sao lại có tình trạng như vậy người ta thấy rằng trong cái uh, việc uh, chuyển hóa thuốc ở trong cơ thể thì nó có một cái men thuộc cái nhóm cis p2d6 các bạn biết có rất nhiều các loại nhóm men cis p 3D4 rất là nhiều loại trong chuyển hóa các cái thuốc kháng đông, chuyển hóa các cái thuốc kết tập tiểu cầu, rồi là chuyển hóa các thuốc chế bên chuyển thì cái nhóm những cái thuốc mà chuyển hóa à, chạy beta thì thường nó qua cái nhỏ cái à, chuyển hóa qua p 2 d 6 thì ta thấy rõ ràng là gì những cái thuốc mà chuyển hóa nhiều qua, qua cái cái à, 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 chuyển hóa nhiều qua cái à, à, tính đa 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 dạng của đột biến gen này thì người ta thấy là nó sẽ dẫn đến cái hình dạng là nó sẽ rất là nồng độ của thuốc nó sẽ rất phụ thuộc vào việc chuyển hóa của những cái enzyme này thì nếu mà chuyển hóa mà nó càng tốt thế lên thì nó sẽ làm cho cho cái nồng độ của thuốc trong huyết tương của nó lại giảm đi thế mà chuyển hóa kém thì nồng độ lại kéo dài thế trong khi đó thì một số thuốc chẹn beta do cảm nó ít chuyển hóa các cái qua cái hệ thống enzyme này ví dụ như bisoprolol, atenolol thì nó đảm bảo cái duy trì cái nồng độ trong thuốc ở trong máu nó ổn định hơn và nó đem lại hiệu quả hơn cho những cái à, à, bệnh nhân Sau khi người ta so sánh hiệu quả của các chẹn beta khác nhau khi điều trị dài hạn những cái cơn đau ngực ổn định từ những thế giới thực thì người ta sẽ thấy như thế nào thì một cái nghiên cứu kéo dài trong vòng gần 15 năm người ta theo dõi tất cả những bệnh nhân mà chuẩn đoán là chẩn đoán là đau ngực ổn định có dùng uh, bisoprolol và dùng một một nhóm khác thì dùng một thuốc chẹn beta khác một không phải là nhóm bisoprolol và một nhóm nữa là không dùng thuốc chẹn beta người ta có thể dùng thuốc chẹn canh canxi và tiêu chí chung là người ta đánh giá tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân và các cái tiêu chí kèm theo là các biến cố của tim mạch uh, của bệnh nhân như thế nào thì qua cái nghiên cứu này người ta thấy là bisoprolol nó giảm tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân hơn so với cả những cái thuốc À, ngoài chẹn beta và so với cả bản thân so với cả các thuốc chẹn beta khác thì bisoprolol nó cũng giảm được tỷ lệ tử vong chung trong vòng 4 năm đến 55 so với cả cái thuốc chẹn beta của các nhóm khác ở những bệnh nhân đau ngực ổn định đây là một cái nghiên cứu à, cũng mới đăng năm 2022 thực hiện ở Trung Quốc thì người ta so sánh cái vấn đề là người ta thấy là khi sử dụng cả cái nhóm thuốc chạy beta ví dụ như bisoprolol trong điều trị nhồi máu cơ tim có suy tim thì ngoài những cái nghiên cứu rất rõ ràng là vì nó giảm được tỷ lệ tử vong giảm biến cố nhập viện thì người ta cũng rất chú ý đến một số những cái yếu tố viêm mà gần đây những cái mắc cơ sinh học đấy được nhận định rất nhiều để tiên lượng à, tiên lượng sau nhồi máu cơ tim của bệnh nhân ví dụ như là homocysteine như là CRP của trong huyết thanh bệnh nhân thì người ta thấy rằng là gì ở nhất là những cái bệnh nhân mà bị nhồi máu cơ tim có kèm theo suy tim nếu khi chúng ta kết hợp bisoprolol và điều trị sớm cho bệnh nhân thì nó đã sẽ giảm được cái uh, hoạt tính của những cái của những cái mắc cơ À, của những cái uh, mắc cơ như form uh, homocysteine hoặc là cr hoặc là uh, crp hơn so với cả cái nhóm mà chúng ta không dùng chẹn beta ngay từ đầu ở những bệnh nhân nhồi máu cơ tim và với cỡ với p nhỏ hơn là 0,001 như vậy thì từ cái này mà cũng người ta cũng đã rút ra những cái, cái luận điểm là gì nếu khi chúng ta sử dụng chẹn beta giao cảm sớm nó giảm những cái phản ứng viêm giảm những cái yếu tố về liên quan đến uh, chuyển hóa uh, viêm uh, chuyển hóa viêm không nhiễm khuẩn trong cơ thể trong uh, của người bệnh thì nó sẽ làm tiên lượng cải thiện được thời gian tình trạng sống còn của bệnh nhân trong vòng uh, 30 ngày đầu sau nhồi máu cơ tim cấp hơn là ở những bệnh nhân mà chúng ta không sử dụng chẹn beta giao cảm khi so sánh hiệu quả của bisoprolol kết hợp với cả các cái thuốc kinh điển khác trong việc điều trị ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp thì người ta thấy rằng nếu bisoprolol chúng ta kết hợp với cả một cái thuốc ức chế men chuyển rất là đơn giản cho sử dụng bình thường với liều bisoprolol từ 5 đến 10 mg cộng với enalaprin là 10 mg thì người ta thấy rằng khi phối hợp như thế ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp theo dõi trong vòng uh, 3 tháng ở uh, đang ở trên cái uh, một cái ở uh, đang ở trên cái tạp chí nghiên cứu về thử nghiệm lâm sàng năm 2022 thì người ta cũng thấy rằng là gì khi sử dụng cái nhóm mà điều trị như vậy thì cái phân suất tông máu nó được cải thiện tăng lên rõ ràng và những cái thể tích của uh, những cái khối lượng cơ thất trái nó cũng lại giảm, nó giảm đi và cái thể tích nhát bóp nó cũng tăng lên và do vậy mà nó làm cho cải thiện được cả cái tình trạng uh, uh, ProBNP của bệnh nhân cũng như là CRP của bệnh nhân và nó làm cho chung cho những trường hợp này là nó sẽ làm cho giảm cái tình trạng phản ứng viêm cũng như là cải thiện hiệu quả cho bệnh nhân sau khi điều nhồi máu cơ tim cấp thì để kết luận lại cho cái vấn đề sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm ở trên những bệnh nhân có bệnh lý mạch vành, chúng ta xuyên suốt qua những bệnh nhân hội chứng mạch vành ổn định, hội chứng mạch vành cấp sau nhồi máu cơ tim thì chúng ta thấy rằng các cái khuyến cáo quốc tế đều khuyến cáo sử dụng thuốc chẹn beta giao cảm là việc điều trị những cái thuốc chẹn beta giao cảm này, đây là thuốc đầu tiên mà chúng ta điều trị trong cái bệnh lý mạch vành đặc biệt là bệnh lý mạch vành ổn định để giảm được cái số lượng cơn đau, giảm được những cái biến cố gây nhồi máu cơ tim cũng như là uh, giảm được những cái tỷ lệ tử vong hoặc biến cố nặng do tim mạch. Đặc biệt những cái thuốc chạy beta giao cảm này nó giúp cải thiện tiên lượng dự phòng biến cố tim mạch ở những bệnh nhóm bệnh nhân suy tim có suy giảm chức năng thất trái và đặc biệt là những bệnh nhân đã có tiền sử nhồi máu cơ tim rồi. Tuy nhiên khi sử dụng thuốc trẻ beta do cảm trong thực hành thì chúng ta cũng rất phải chú ý đến liều lượng cũng như sự chú ý đến những đặc tính của từng cái loại thuốc một để chúng ta lựa chọn lựa chọn phù hợp cho từng đối tượng bệnh nhân. À, trên đây là bài trình bày của tôi về quản lý bệnh nhân à, mạch vành bạn sử dụng thuốc chẹn beta